Thì, như mọi người biết thì sáng nay vừa có bản cập nhật, mặc dù bundle thì nó vẫn chưa ra nhưng mà nó đã xuất hiện ở trong cái kho vũ khí như thế này rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm khẩu bộ bundle đó, nó sẽ gồm có một khẩu Zerg, một khẩu Vandal, Marshall, Sheriff và một cây Melee. Thì đầu tiên chúng ta sẽ coi đó là một cây Vandal. Đây là khẩu Vandal đã được đưa vào. Nhìn sơ sơ thì nó giống như basic gì, nó giống như về ngoại hình giống như là mặc định, nhưng mà đồ họa nó thì nó được cải tiến và nhìn đơn giản qua thì thấy ngầu, ngon nghẻ, nhưng mà cảm giác bắn thì mình không biết, nhưng mà để chúng ta coi cảm giác bắn nha. À, ở đây chúng ta chỉ có nâng hiệu ứng một lần thôi, đó là một lần và nâng hiệu ứng. À, nếu mà không nâng hiệu ứng thì sao ta? Nên hiệu ứng là chắc bắn ra lửa. Ừ đúng rồi, chắc bắn ra lửa. Coi lại. Nói về âm thanh thì nó như default vậy. Hai đạn cũng kiểu mặc định đó. À, nhìn form mặc định. Rồi, tiếp là chúng ta tới cái series. Wow. Anh này nó bắn chết một người là súng nó khè lửa lên à. Cái ban đầu nãy có không ta? Tôi coi lại coi. Ban đầu hồi nãy nó có không nhỉ? Ban đầu nãy nó có không nhỉ? Tôi coi lại. Có luôn. Có nghĩa là hiệu ứng của cây súng này là khi mà các bạn giết một mạng là súng nó sẽ có một cái effect lửa. Nó phật lên. Ok, thì nói chung là xét đánh giá về ngoại hình thì nó cũng không giống như cây, nó cũng không khác gì mình nhận xét về cây cây ban đầu cả. Và cái này nó cũng y chang cái default vậy á, khác cái là thêm hiệu ứng thôi, mà anh em nhìn tưởng tượng như cây này thôi, nhìn ở đâu lộn, cây này nó còn có cái gì đó nó khác bọt được. Cái cây này nó tô son lên như cây kia thôi. Đấy, cái cây này thì nó cũng kiểu như vậy, không có gì đẹp nhiều, nói chung là như một. À, đây bộ rủ thô, đây mới gọi là một cây nó khác bọt. Nâng cấp lên cái rồi, nâng cấp lên là có hiệu ứng lửa đây. Anh em thích cái kiểu mới lạ thì anh em có thể mua cây búa này nha. Cây búa này thì tôi nghĩ là đánh giá được, anh em ok đó, tôi đánh giá được ok. Khi mắt thì tôi không biết là nó có hay không, nhưng mà tôi nghĩ chắc không có đâu, nó cùng lắm chỉ có effect hơi lửa vậy thôi. À đủ con vết vết mới kìa anh em ơi, con vết mới rồi ấy, nó có một cái vết mới. Cây búa này thì tôi thấy cũng ok đó, cái rớt rồi. Nói chung là mình cảm giác nó như default ấy. Ôi. Không khác gì luôn á. Không hề khác một tí nào. Camasso rồi rồi. Camasso. Như nhau. Thôi, bộ này Huyền đánh giá thì dành cho các bạn nào thích rồng, làm fan của anime Dragon Ball thì anh em có thể mua. Một biểu tượng hình con rồng mà thích chơi rồng thì anh em có thể mua. Nhưng mà về ngoại hình thì nó như default, nó chỉ thay đổi về ngoài cái những cái viền của súng một chút xíu. Hết. Còn đánh giá mà có sự thay đổi nhiều nhất trong bundle này chắc là cái búa, và đó giờ cũng chưa có một cái bundle nào có hình cái búa cả. Effect thì cũng rất là ok nhưng mà nó hơi thiếu effect một chút xíu, phải có hiệu ứng gì đó. Nó lại hay. Mà thôi. Thì mình nghe nói là bộ bundle này là 7.100 nha anh em, một bộ là 7.100.